cái này thịt vai đúng không bà? Cái này bao nhiêu cân ạ? 100.000. Thịt ba chỉ. Thế tất muốn ăn thế nào ạ? Để cho 2 cân, mỗi loại 1 cân. Thế tiền giao dịch chúng ta chuyển phí này nhá. Có lúc nào ấy. Con này ăn ngon lắm đấy nha. Con này ăn ngon lắm này. Cái thịt, cái xúc xích này vẫn thịt. Con lấy rồi nhưng mà hết tiền rồi. Lấy đi. Ngại. Em lấy cho em mấy thịt. Nhấp bao vào đây phủ cơm nhá. Về để con trả cân rồi. Không gian này không bị gì đâu nhỉ cô nhỉ? Không, không gian đấy không gì đâu. Cô xem cái sức khổ xem mấy cái sức khổ. Đấy, leo cả dê, cả chó. Dạ vâng. Cái này là bố răng. Bố răng rồi. Đây cho lấy cái này với con dao. Tất cả 50.000. Thank you.
Thank you.
chị thấy nào. Bắt xem nào, xem chuông này. Ngon lắm. Ngon.